chào tiếp theo ngày hôm nay nhá. Xin chào tiếp theo ngày hôm nay vẫn là những chiếc xe công lông. Hôm nay chiếc xe công lông của chúng ta sẽ chở đất vào trong cái khu vườn nông trại trong này. Các bạn có thể thấy rằng là hôm nay chiếc xe công lông ba bánh của chúng ta phải mang theo cả cầu sắt, chứng tỏ rằng là cái khu vực sắp đổ đất này nó phải đi qua một cái con mương hoặc là rất chi là xình lầy các bạn nhé, rất là lầy lội. Cánh đồng ngô. Các bác thấy cánh đồng của em đẹp không? Của em là chuyên trồng nghệ nhá. Trồng lúa cái mùa hanh khô này thì là trồng bầu là nghệ. Ngày xưa thì có trồng lạc, trồng khoai tây, bây giờ đa phần là trồng nghệ. Bác Tài là người đang sở hữu hai chiếc xe công lông. Chiếc xe công lông siêu to khổng lồ chở được 3 khối cát. Phải mang theo cầu hả ông? Và đây là con ruộng phải xuống đổ nhá. Cái chỗ này khá là bé, không vừa xe. Ôi cầu bé này đi làm sao qua. Đó là cây cầu này không vừa xe. Nguy hiểm đấy ông nhỉ. Ăn được tiền ở cái ruộng này nghe hơi mệt. Đấy, thế mọi hôm ông đi nhiều, ông đi chỗ này à? Gì? Thế hôm qua ông liền. À, tưởng ông không để đó thì ông. À, thêm quả ván này được. Để thế này không để sao mà nó chưa? Bỏ vào tay. Cầu này là ông chế hay là cầu máy xúc? Rồi ngon rồi. Và bây giờ là pha đi qua cầu nguy hiểm nhé. Phải nói là những bác tài che công lông này kinh nghiệm rất nhiều. Ông làm cho xẻng đất vào đấy là chắc nhất. Nhìn rất ghê nhá.
vì đất ở đây nó hơi cằn các bạn nhé. Thay đổi đất phù sa ở đây để tạo cái độ mỡ màng cho đất. Vừa rồi là pha đổ ben vô cùng đẹp mắt của chiếc xe công lông chở đất vào trong khu vườn đây. Rất cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn hãy ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách chia sẻ, like và comment trên video này nhé. Rồi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, kênh YouTube của mình trong suốt thời gian qua. Mình xin kết thúc video nhé.